Hồng Phúc và Quỳnh Chi. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với vòng loại phía Bắc của cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2023. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua một nửa chặng đường của vòng loại khu vực phía Bắc. Và qua những ngày thi đấu vừa qua thì chúng ta đã trải qua biết bao những cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là những khoảnh khắc chiến thắng tuyệt đối JO hay là những số điểm tuyệt đối và số điểm mà các bạn ghi được trong mỗi trận đấu vừa qua. Và sau tất cả thì chúng ta đã lựa chọn ra 52 đội tuyển xuất sắc nhất để có mặt tại vòng 2. Và ở vòng 2 này thì chúng ta sẽ lựa chọn trong số 52 đội tuyển, chỉ còn 26 đội tuyển xuất sắc nhất có điểm số cao nhất sẽ đại diện cho miền Bắc để tham gia vào vòng chung kết toàn quốc sẽ được diễn ra tại Nam Định trong tháng 5 tới. Và chắc hẳn những khán giả đang theo dõi con màn ảnh nhỏ cũng đồng ý với chúng tôi rằng năm nay khi trở lại thì các đội mạnh hơn và chất lượng hơn rất nhiều luôn. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn công ty Thế Giới Chip đã tài trợ sân cho cuộc thi. Xin chúc cho tất cả các đội của chúng ta sẽ thi đấu thật thành công trong ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cho các trận đấu của chúng ta được diễn ra một cách công bằng và chính xác nhất thì sẽ luôn cần có sự làm việc một cách nghiêm túc và công minh nhất của ban giám khảo cũng như là tổ trọng tài của cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2023 vòng loại phía Bắc. Và xin được trân trọng giới thiệu ban giám khảo của cuộc thi. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tăng Cường, Học viện Kỹ thuật Quân sự, trưởng ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam, thành viên ban giám khảo. Xin được chào đón thành viên thứ ba, Thạc sĩ Bùi Thị Liên Hương, chuyên viên vụ công nghệ cao Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên ban giám khảo. Và xin được giới thiệu Thạc sĩ Trần Quyết Thắng, Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình, thành viên ban giám khảo. Và thưa quý vị, trong màu sắc áo xanh quen thuộc của chúng ta sẽ cùng chào đón những thành viên của tổ trọng tài. Vâng, các thành viên trong tổ trọng tài luôn là những người theo sát với các đội. Thì khám phá ngôi đền cổ là một cuộc thi được kết hợp giữa một cái vũ điệu rất là đẹp của Campuchia và một trò chơi dân gian cũng nổi tiếng tại Campuchia. Và chắc chắn rằng cuộc thi năm nay của chúng ta để thi không hề dễ dàng một chút nào. Các sinh viên sẽ phải vừa lấy vòng vừa phải ném vòng vào cột một cách chính xác và vòng của đội mình phải nằm trên vòng của đội đối thủ. Chắc chắn là một đề bài đòi hỏi các phương án thi đấu vô cùng thông minh. Còn bây giờ không đợi quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi chủ đề và luật thi của Robocon 2023. Campuchia là một trong những nền văn minh lâu đời, nằm ở trung tâm của Đông Nam Á, với một bề dày lịch sử, là nơi có di sản văn hóa nổi tiếng, ngôi đền Angkor. Khám phá ngôi đền cổ là ý tưởng của chủ đề cuộc thi ABU Robocon 2023 sẽ được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia. Với địa lý đa dạng, trải rộng từ đồi núi ra biển cả, đất nước Campuchia có dân số hơn 16 triệu dân. Người dân nơi đây thân thiện và mến khách. Robam Junpo là điệu múa nổi tiếng, thường được biểu diễn để mở màn lễ hội. Vũ công thường tung các cánh hoa để chào đón và bày tỏ lòng mến khách của mình. Trong lễ hội, một trong những trò chơi dân gian lâu đời được nhiều người yêu thích có tên là Bo Lâu. It has been seen people play this game in their free time. Trong trò chơi này, người chơi sẽ phải ném một đồng xu vào lỗ. Với việc kết hợp từ hai ý tưởng, điệu múa truyền thống và trò chơi dân gian của Campuchia đã được mô phỏng thành chủ đề của cuộc thi Robocon 2023 với tên gọi Khám phá ngôi đền cổ. ABU Robocon 2023 Phnom Penh Cambodia's contest theme is Casting Flowers Over Angkor Wat. Mỗi trận đấu sẽ có hai đội tham gia, đội màu xanh và đội màu đỏ. Mỗi đội có hai robot, gọi là robot voi và robot thỏ. Cả hai robot này đều có thể được điều khiển bằng tay hoặc tự động.
Sân thi đấu gồm có một khu trung tâm đền Angkor nằm ở giữa, ở độ cao 200mm so với khu vực đền Angkor Wat. Có một chiếc cột gọi là cột loại 2 nằm ở bốn góc của khu trung tâm đền Angkor, và một chiếc cột loại 3 nằm ở chính giữa khu trung tâm đền Angkor. Bao quanh khu trung tâm đền Angkor là khu vực đền Angkor màu xanh và khu vực đền Angkor màu đỏ nằm ở độ cao 200mm so với sàn thi đấu. Bên trong khu vực đền Angkor màu xanh và khu vực đền Angkor màu đỏ, mỗi bên có 3 chiếc cột loại 1 và 2 vị trí để vòng nằm. Mỗi bên có 3 chiếc cột loại 1 và 2 vị trí để vòng nằm cạnh khu vực trung tâm Angkor, bao quanh khu vực đền Angkor màu xanh và đền Angkor màu đỏ là khu vực hào nước, nối với khu vực màu xanh và khu vực màu đỏ bằng một cây cầu. Bên trong khu vực màu xanh và màu đỏ, mỗi bên có một khu vực xuất phát, khu vực khởi động lại và 2 khu vực để vòng. Trận đấu kéo dài 3 phút. Robot voi và robot thỏ đứng ở khu vực xuất phát của mình. Robot voi chỉ có thể đi vào và di chuyển bên trong khu vực màu xanh hoặc màu đỏ, trong khi đó robot thỏ có thể vào và di chuyển trong khu vực màu xanh hoặc đỏ, đi qua cây cầu để vào khu vực đền Angkor màu xanh hoặc khu vực đền Angkor màu đỏ và khu vực trung tâm, nhưng không được đi vào khu vực hào nước và xung quanh. When the game starts, elephant robot. Khi trận đấu bắt đầu, robot voi sẽ đi lấy những chiếc vòng ở khu vực để vòng và ném vào những chiếc cột bất kỳ. Trong khi đó, robot thỏ sẽ đi vào bên trong khu vực đền Angkor. Tại đây, robot thỏ có thể nhặt vòng lên rồi ném vào những chiếc cột bất kỳ. Robot thỏ của mỗi đội có thể trèo lên khu vực trung tâm của đền Angkor và ném vòng vào bất kỳ chiếc cột nào. Tuy nhiên, hai robot không được chạm vào nhau. Robot voi và robot thỏ có thể phối hợp với nhau bằng cách lấy vòng cùng màu của đội mình và ném vào bất kỳ chiếc cột nào. Có 3 loại cột. Các đội chỉ ghi được điểm khi ném được chiếc vòng của đội mình nằm trên vòng của đối thủ. Điểm sẽ được ghi cho đội có chiếc vòng ném trúng vào cột và nằm ở trên cùng. Số điểm sẽ tùy vào vị trí cột. Với cột loại 1 của đội mình sẽ được tính 10 điểm. Cột loại 2 được 30 điểm. Và cột loại 3 được 70 điểm. Ngoài ra, nếu robot của đội này ném vòng lên trên cùng vào cột loại 1 của đội đối phương ở khu vực màu xanh hoặc màu đỏ, sẽ ghi được 25 điểm. Đội thắng cuộc sẽ được xác định nhờ vào những điều kiện sau đây. Đội ném được vòng lên trên cùng ở tất cả các cột sẽ đạt được chay dâu và giành chiến thắng. Hoặc sau 3 phút thi đấu, đội có tổng số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Nếu điểm bằng nhau, đội chiến thắng sẽ được quyết định theo thứ tự sau. Đội có vòng nằm trên cùng của cột loại 3. Đội có vòng nằm trên cùng của cột loại 2 nhiều hơn. Đội có vòng nằm trên cùng của cột loại 1 nhiều hơn. Đội có vòng nằm trên cùng của cột loại 1 thuộc sân đối phương nhiều hơn. Đội đã ném thành công chiếc vòng đầu tiên trên bất kỳ cột nào. Nếu vẫn còn hòa, ban giám khảo sẽ quyết định đội chiến thắng. Đừng bỏ lỡ cuộc thi sáng tạo robot dành cho sinh viên các nước châu Á-Thái Bình Dương ABU Robocon 2023 được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia tháng 8 năm 2023. Phnom Penh vừa là trái tim, là thủ đô của Campuchia, một quốc gia có bề dày lịch sử và hiện đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Phnom Penh là một thành phố có các giá trị cổ kính và hiện đại đan xen với nhau. Năm 2023, lần đầu tiên cuộc thi Robocon quốc tế được tổ chức tại thành phố Phnom Penh, Campuchia, sẽ góp phần tiếp tục lan tỏa những ước mơ nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng tạo robot của sinh viên các nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. ABU Robocon 2023 in Phnom Penh, Cambodia. Unfold the dream, witness the joy,
Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với cuộc thi sáng tạo robot với chủ đề khám phá ngôi đền cổ. Vòng 2, 52 đội giành chiến thắng ở vòng 1, bốc thăm chia thành 13 bảng, ưu tiên lựa chọn hạt giống. Mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt trong bảng. 13 đội nhất bảng, 13 đội nhì bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Bảng 5 của vòng 2 vòng loại khu vực phía Bắc là sự góp mặt của các đội thi SDU Win Đại học Sao Đỏ, HPC2 Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội, TDU Lining Đại học Thành Đông Hải Dương và SKHFME Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Chúng tôi xin được giới thiệu tại khu vực xuất phát màu đỏ, đó là đội SDU Win đến từ Đại học Sao Đỏ. Và tại khu vực xuất phát màu xanh là HPC2 đến từ Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu! Chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu đầu tiên của bảng 5, SDU Win Đại học Sao Đỏ gặp HPC2 Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. Vòng loại đầu tiên, HPC2 thi đấu chưa thực sự thuyết phục. Lúc này thì robot của HPC2 vẫn đang di chuyển một cách khá chậm rãi. Trong khi đó, SDU Win với robot thỏ đang nhanh chóng tiếp cận khu vực trung tâm. Tuy nhiên, robot voi mới là robot giành điểm đầu tiên cho đội đỏ với một chiếc vòng ở cột 10 điểm. Ở vòng 2 này, chỉ có hai đội nhất và nhì bảng mới giành quyền đi tiếp vào vòng chung kết. Thi đấu như thế này thì thật khó cho HPC2 trong việc cạnh tranh tấm vé đi đến Nam Định mùa hè này. Vâng, khởi đầu khá nhanh, nhưng đến tận lúc này thì robot thỏ của SDU Win mới giành được điểm số 30 đầu tiên. Lúc này thì robot của HPC2 vẫn chưa thể lấy vòng thành công. Ba mươi điểm tiếp theo cho SDU Win. Khi tiếng còi báo hiệu trận đấu chỉ còn 15 giây nữa, thì họ đã tiếp tục ghi được điểm số để khẳng định chiến thắng của mình. Ban giám khảo xin công bố kết quả. Đội xanh HPC2 Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội được 0 điểm. Đội đỏ SDU Win của Đại học Sao Đỏ được 70 điểm và là đội chiến thắng. Cái robot của em hiện tại đang là bị lỗi động cơ nâng vòng rồi. Hộp số của động cơ bị hỏng nên là không thể nâng được vòng lên để lấy vòng. Không biết là liệu tụi mình có thể kịp sửa trước trận đấu sắp tới không nhỉ? Hiện tại bọn em đang cố gắng hết sức ạ. Còn bây giờ trận đấu tiếp theo, chúng tôi thấy rằng là phía đội đỏ TDU Lining Đại học Thành Đông Hải Dương dường như có sự cố, cho nên các bạn sẽ không ra sân thi đấu ở trận đấu này. Như vậy đây sẽ là màn độc diễn của đội SKHFME Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Chúng tôi xin được giới thiệu tại khu vực xuất phát màu xanh, đó là SKHFME đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Thật đáng tiếc khi ở trận thi đấu thứ hai này, TDU Lining Đại học Thành Đông Hải Dương bất ngờ gặp trục trặc và không thể ra sân thi đấu. Như vậy, dù vẫn ra sân thi đấu theo quy định, nhưng chiến thắng trong trận thi đấu này chắc chắn thuộc về SKHFME Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. 10 điểm đầu tiên cho robot voi của SKHFME. Các đội thi đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thường thi đấu theo một chiến thuật khá nhất quán. Đó là ở các khu vực cột 10 và cột 30 sẽ dành riêng cho robot voi xử lý. Robot thỏ ngay sau khi lấy vòng sẽ tiếp cận cột 70 điểm. Pha bắn cột trung tâm đầu tiên đã chưa thể có điểm. Công nghệ là bản số để cân bằng hướng di chuyển được sử dụng trên các robot của SKH cho thấy hiệu quả rất cao. Robot di chuyển hết sức ổn định và chắc chắn. Vâng, phải đến tận pha bắn vòng thứ tư của robot thỏ họ mới có thể chinh phục được cột trung tâm. Robot voi cũng có những sai số nhất định, tuy nhiên những điểm số vẫn được ghi một cách khá đều đặn. Có lẽ vì đây là trận đấu mà họ thi đấu một mình, chính vì vậy áp lực là không lớn, khiến những thí sinh điều khiển robot có phần chủ quan.
Lúc này thì chỉ còn 2 cột 30 ở phía xa nữa là họ sẽ có chiến thắng Chayo. Nhưng dường như các thí sinh cũng không quá mặn mà trong việc ghi điểm nữa. Ban giám khảo xin công bố kết quả. Đội đỏ TDU Lightning của Đại học Thành Đông Hải Dương được 0 điểm. Đội xanh SKH FME của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được 160 điểm và đã giành chiến thắng. Chúng tôi xin được giới thiệu tại khu vực xuất phát màu đỏ, đó là SDU Win đến từ Đại học Sao Đỏ. Còn tại khu vực xuất phát màu xanh là TDU Lightning đến từ Đại học Thành Đông Hải Dương. Năm, bốn, ba, hai, một, bắt đầu! Trận thi đấu thứ 3 là trận derby giữa những trường đến từ Hải Dương. SDU Win Đại học Sao Đỏ gặp TDU Lightning Đại học Thành Đông Hải Dương. Robot thỏ của Đại học Sao Đỏ di chuyển rất nhanh. Tuy nhiên việc lao dốc tỏ ra khá thiếu ổn định và chóng chành. Ở lượt trận đầu tiên, TDU Lightning đã phải nghỉ thi đấu vì robot gặp trục trặc. Thật may là ở lượt đấu thứ hai này, họ đã kịp thời khắc phục để đưa robot vào sân thi đấu. Đối đầu với họ là một Sao Đỏ không quá mạnh, nhưng ghi điểm cũng rất đều đặn ở mỗi trận đấu. Liệu rằng có cơ hội nào cho đại diện đến từ Đại học Thành Đông Hải Dương hay không? 30 điểm đầu tiên cho SDU Win. Sau rất nhiều pha bắn thì lúc này họ mới có được điểm số đầu tiên. Cơ cấu bắn vòng bằng hai động cơ đồng tốc và chỉnh góc bằng xi lanh điện của SDU Win tỏ ra khá mạnh mẽ. 10 điểm tiếp theo được ghi cho SDU Win. Tuy nhiên, rất nhiều vòng rơi vãi trên sàn đấu cho thấy robot này vẫn cần hiệu chỉnh để có được hiệu suất bắn trúng cao hơn. Kết thúc trận thi đấu, SDU Win giành chiến thắng trước TDU Lightning với số điểm 40-0. Trận thứ tư, HPC2, Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội đối đầu SKH FME, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Ở trận thi đấu trước, SKH FME phải thi đấu một mình trong khi đối thủ của mình gặp trục trặc. 10 điểm đầu tiên được ghi một cách hết sức dễ dàng. Cơ cấu lấy vòng và bắn dù chỉ với một lực khá nhẹ nhưng là một cơ lực rất chuẩn. Trong lúc HPC2 vẫn tỏ ra khá dò dẫm trong việc di chuyển, thì SKH FME đi với tốc độ rất cao. Con chip STM32 sử dụng trên những chú robot của SKH FME cho thấy một tốc độ xử lý rất nhanh. 70 điểm cho robot thỏ. Trung thành với chiến thuật tiếp cận cột trung tâm. Và bây giờ sẽ là giải quyết các cột 30. Lúc này thì HPC2 vẫn đang tỏ ra vô cùng khó khăn trong việc lấy vòng và ghi điểm. Chính xác. Và liệu robot đỏ, thỏ đỏ của đội đỏ có cản phá hay không? 10 điểm tiếp theo được ghi cho SKH FME. Hiệu suất bắn vòng trúng đích ở trận đấu này của SKH FME cũng không quá cao. Tuy nhiên chúng tôi tin là khả năng của họ còn cao hơn như vậy. Liên tục là những điểm số ở cột 30 dành cho Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Quyết định sẽ tiến tới để chinh phục những điểm đến khó hơn và xa hơn trước. Tiếng động cơ kêu rất to, không biết là robot thỏ đội nào. Nhưng đó... Tuy vậy thì robot vẫn đang di chuyển một cách khá từ tốn. Họ không vội vàng khi nhận thấy đối thủ của mình trong trận đấu này không tạo đủ áp lực trên sàn đấu. Lúc này thì chỉ còn 2 chiếc vòng 30 nữa là SKH sẽ giành được chiến thắng Chayo. Liệu rằng có chiến thắng Chayo đầu tiên của bảng 5 trong trận thi đấu này hay không? 30 điểm. Chỉ còn duy nhất một chiếc vòng nữa thôi. Nhiều khả năng là sẽ có Chayo khi mà thời gian thi đấu vẫn còn khá nhiều. Đã thành công. Đã có chiến thắng Chayo cho SKH FME. Xin công bố kết quả. Đội đỏ HPC2 Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội được 10 điểm. Đội xanh SKH FME Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên giành chiến thắng tuyệt đối Chayo ở 2 phút 13 giây. Tại khu vực xuất phát màu đỏ là SKH FME đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
Và ở phía khu vực màu xanh đó là SDU Win của trường Đại học Sao Đỏ. Năm, bốn, ba, hai, một, bắt đầu! Trận 5 là cuộc so tài giữa SKH FME, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên và SDU Win, Đại học Sao Đỏ. Hai chiếc vé nhất và nhì bảng ở mỗi bảng đấu sẽ giúp cho các đội đến với vòng chung kết. Và nhiều khả năng hai tấm vé của bảng 5 sẽ dành cho hai đối thủ của trận thi đấu này. 10 điểm đầu tiên đã được ghi cho SKH FME. Thêm một chiếc vòng 30 điểm nữa. Có thể thấy cả hai đội nhập cuộc khá nhanh ở trận thi đấu này. Họ tỏ ra rất quyết tâm. Lúc này mới có 10 điểm cho SDU Win mà thôi. Liên tục là những điểm số dành cho SKH FME. Robot Void của họ trong trận thi đấu này cho thấy một hiệu suất rất đáng kinh ngạc. 5 chiếc vòng được bắn ra đều vào cột. Tiếp tục các bạn ở vòng chung kết chúng ta, tuy nhiên là các bạn ấy được không nào? 30 điểm rất đẹp mắt vừa được ghi. 6 chiếc vòng là 6 pha ghi điểm. Lúc này thì đội xanh cũng đã có được điểm số ở cột 30. Mặc dù robot thỏ của SKH ở trận đấu này đang có vấn đề, tuy nhiên robot Void thật sự ấn tượng. Trận đấu đang ngày càng gay cấn. Vâng, robot Void chinh phục nốt cả cột 70 điểm. Sau 3 pha bắn, họ đã có điểm số ở cột 70. Dường như trận này SKH FME chấp robot thỏ trước đối thủ. Họ chỉ dùng robot Void và quyết tâm chinh phục cả 8 chiếc cột để giành được chiến thắng Chayo. Thật quá sức bất ngờ. Tiếp tục là một chiếc vòng 30 của đội xanh. Họ đang liên tục đè vòng. Đội đỏ cần 2 chiếc vòng nữa mới có thể Chayo. Đây xứng đáng là trận đấu tâm điểm của bảng 5. Liên tục là vòng đè. Đề thi năm nay có thể nói là rất hay khi một đội xuất phát sau hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ nếu như họ bình tĩnh và thi đấu chính xác. Một chiếc vòng đè sẽ thay đổi hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên những nỗ lực ở trận thi đấu này cũng không đủ để giúp SDU lật ngược thế cờ trước SKH FME. Chiến thắng vô cùng xứng đáng dành cho những chàng trai của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Ban giám khảo xin công bố kết quả. Đội xanh SDU Win Đại học Sao Đỏ được 60 điểm. Đội đỏ SKH FME Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên được 190 điểm là đội chiến thắng. Năm, bốn, ba, hai, một, bắt đầu! Trận thi đấu cuối cùng của bảng đấu là màn so tài giữa TDU Lightning, Đại học Thành Đông Hải Dương và HPC2, Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội. Việc gặp phải các đối thủ quá mạnh đến từ Đại học Sao Đỏ và Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên khiến cho hai đội liên tiếp gặp phải các thất bại và thành tích đó không cho phép họ đến với vòng chung kết. Tuy nhiên, những nỗ lực và sự sáng tạo của cả hai đội là rất đáng ghi nhận. Trong đó, TDU Lightning đến từ Đại học Thành Đông Hải Dương, cơ cấu bắn của họ tỏ ra khá thú vị. Chiếc tay đòn như những máy bắn đá ném vòng một cách dứt khoát. Tuy nhiên, quỹ đạo bay là một điểm trừ, khiến cho vòng khó đi trúng đích. 10 điểm đầu tiên cho HPC2, họ chậm nhưng chắc. Và 10 điểm duy nhất này đã mang lại cho họ một chiến thắng. Ban giám khảo xin công bố kết quả trận đấu. Đội đỏ TDU Lightning của Đại học Thành Đông Hải Dương ghi được 0 điểm. Đội xanh HPC2 của Đại học Công nghệ Bách khoa Hà Nội ghi được 10 điểm và là đội giành chiến thắng. Như vậy, 6 trận thi đấu của bảng 5 đã đi qua. 3 chiến thắng tuyệt đối đã xây chắc ngôi đầu cho SKH FME đến từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Ở vị trí thứ hai là SDU Win đến từ Đại học Sao Đỏ. Hai đội xuất sắc nhất của bảng đấu đã giành 2 tấm vé đến với vòng chung kết. Còn với HPC2 và TDU Lightning, hy vọng rằng kinh nghiệm, những điểm số đã ghi được trong cuộc thi năm nay sẽ là động lực cho họ trong những năm tiếp theo tham gia Robocon. Và ngay sau đây sẽ là những trận tranh tài đầy hấp dẫn thuộc bảng 6. Cùng chào đón H1 AEC, Đại học Xây dựng Hà Nội. Người khổng lồ Unity BTN, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.
CDN BK01, Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. Và EAUT01, Đại học Công nghệ Đông Á. Xin được giới thiệu ở khu vực xuất phát màu đỏ là H1AEC đến từ Đại học Xây dựng. Đối đầu với H1AEC đó chính là Unity BTN đội xanh đến từ trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu! Trận thi đấu đầu tiên H1AEC, Đại học Xây dựng Hà Nội gặp Unity BTN, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Có thể thấy cơ cấu di chuyển linh hoạt với hệ thống bánh đa hướng OMI sử dụng động cơ Planet của Unity BTN mang lại cho robot của họ những pha di chuyển vô cùng tốc độ. Ngay lập tức là 70 điểm dành cho Unity BTN. Sau khi ghi điểm thì robot thỏ của Unity BTN đã phải khởi động lại. Còn H1AEC vẫn đang cần mẫn nhắm bắn. Tuy nhiên điểm số vẫn chưa được ghi cho đội đỏ. Những điểm số tiếp theo liên tục được ghi cho Unity. Cơ cấu ném vòng với hai động cơ đồng tốc có thể chỉnh lực bắn theo khoảng cách khác nhau tỏ ra vô cùng chính xác. Tuy nhiên với việc H1AEC không thể ghi điểm thì dường như Unity cũng đã giữ lại những mảng miếng chiến thuật cho những trận đấu sắp tới. Kết thúc trận đấu, Unity BTN giành chiến thắng với tỷ số 140-0. Chàng trai nhỏ nhắn này là chỉ đạo viên của đội tuyển Robocon Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. Bùi Văn Kiên từng là thí sinh tham gia cuộc thi 8 năm trước khi còn là sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trưởng thành từ những phong trào sáng tạo, Kiên dành niềm đam mê cho robot từ sớm. Mình yêu Robocon từ rất bé. Mình cố gắng lên đại học cũng chỉ để làm Robocon để thỏa mãn cái đam mê của mình thôi. Thế nhưng sau khi tham gia cuộc thi Robocon thì mình thấy rằng không chỉ là đam mê mà mình học được rất nhiều từ trong cái cuộc thi đấy và giúp ích cho cái công việc của mình sau này. Hiện tại mình đã là giảng viên thì mình vẫn muốn các bạn sinh viên và mong muốn các bạn sinh viên có được một cái sân chơi bổ ích. Nên từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ tại trường, được sự ủng hộ và khích lệ của các thầy trong khoa rồi của ban giám hiệu, mình cùng các bạn đã thành lập ra một đội Robocon của trường. Khi trở thành giảng viên của Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội, Kiên cùng hai thầy giáo khác là những người tiên phong xây dựng phong trào Robocon của trường để năm 2023, Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội lần đầu tiên đến với cuộc thi Robocon. Một số anh em cán bộ trẻ trong đó có thầy Hưng, thầy Kiên và thầy Bằng. Ba thầy đến gặp tôi và nói qua một cái thì tôi biết ngay là đây là những người cũng có kinh nghiệm đào tạo về Robocon và các anh rất nhiệt tình. Thì tôi ủng hộ ngay và tôi bảo các anh cứ tổ chức đi, nhưng mà tinh thần thế nào thì các anh tự giác đến mức là các anh bảo là bắt đầu các anh xin phép là tự đầu tư hết nhà trường cho cơ sở vật chất tất cả các thứ thôi. Rồi các anh sẽ thiếu cái gì các anh đáp cái. Tôi ủng hộ ngay trong phút gặp đầu tiên với các em và các em lại cũng hình thành tổ chức ngay lập tức. Những kinh nghiệm thời sinh viên vừa học vừa làm robot giờ được Kiên truyền lại cho những sinh viên của Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. Sức mạnh và sự tự tin của đội Robocon CDN BK xuất phát từ sự hỗ trợ và cố vấn từ các thầy giáo có nhiều năm kinh nghiệm. Với cuộc thi Robocon, các bạn học hỏi được rất nhiều. Nếu như ở trên trường chúng ta có các cái kiến thức trong sách vở, thì khi tham gia một cuộc thi Robocon như thế này, thì các bạn sẽ phải tự mình làm rất nhiều công việc, từ khâu thiết kế, chế tạo đến hoàn thiện, rồi sân bãi tập thử, rồi cách làm việc với nhóm như thế nào để cho tất cả mọi việc nó đều thuận lợi và hài hòa nhất. Thì đấy mình nghĩ là cái mà các bạn sinh viên học được nhiều nhất từ cái sân chơi này. Bản thân cá nhân mình thấy rằng mình đã thành công trong cái việc đó là truyền lửa cho các bạn sinh viên và giúp cho các bạn ấy có một cái sân chơi cũng như là có thêm những cái kinh nghiệm trong thực tế. Bắt đầu từ những ngày không có phòng riêng, cùng ngồi bàn thiết kế robot ngoài hành lang, đến khi có những cơ cấu đầu tiên của robot được hình thành. Và giờ đây là 6 chú robot của Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội đã hoàn thiện. Trên chặng đường ấy,
sự động viên, hỗ trợ kịp thời cả về tinh thần và vật chất. Đi kèm với đó là những cố vấn quý báu về công nghệ kỹ thuật của các thầy giáo, là yếu tố giúp cho đội CDNBK sẵn sàng cho vòng 2 này. Khi mà thầy và nhà trường phát động phong trào Robocon, thì với cái tình yêu đam mê của bọn em thì bọn em đến với nhau qua làm việc, qua trao đổi, thì cái tình cảm thực sự là nó giống như anh em, nghĩa là luôn luôn kề vai sát cánh và nỗ lực giúp đỡ nhau. Đã có một quá trình trưởng thành cùng cuộc thi Robocon, giờ đây lại kiên trì chuyển quyết tâm và đam mê cho những thế hệ đi sau. Câu chuyện của Bùi Văn Kiên không phải là duy nhất. Rất nhiều những hạt nhân truyền lửa như vậy đang góp phần lan tỏa phong trào Robocon tại các môi trường kỹ thuật trong suốt gần 20 năm qua. Để cuộc thi không chỉ là một phần ký ức tuổi trẻ, mà thực sự là bệ phóng để các thí sinh vươn xa hơn trong cuộc sống sau này. Trận 2, CDNBK01, Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội gặp EAUT01, Đại học Công nghệ Đông Á. Ở vòng 1, robot của CDNBK01 hoạt động không hiệu quả và chưa giành được trận thắng nào. Đã có 10 điểm đầu tiên cho CDNBK01. 30 điểm tiếp theo cho CDNBK01. Dường như họ đang thi đấu ổn định hơn rất nhiều so với vòng 1. Nhưng mà đó là những pha ghi điểm không quá nhanh nhưng rất chắc chắn. Trong lúc CDNBK01 đã có được 80 điểm vòng thì EAUT01 mới bắt đầu có được 2 chiếc vòng 10. Một chiếc vòng 10 điểm nữa cho CDNBK01. Rất tiếc là robot của CDNBK01 không thể hướng tới những cột xa hơn. Hai chiếc vòng cùng vào một cột sẽ chỉ có một chiếc vòng được tính điểm. Kết thúc trận đấu, chiến thắng 90-20 dành cho CDNBK01. Xin được chúc mừng Cao đẳng nghề Bách khoa. Năm, bốn, ba, hai, một, bắt đầu. Trận thứ ba, H1AEC, Đại học Xây dựng Hà Nội gặp CDNBK01. Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. H1AEC đang nhập cuộc rất nhanh. Sau thất bại ở trận đấu đầu tiên, họ cần phải có một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Mười điểm đầu tiên dành cho CDNBK01. Với CDNBK01, nếu có thêm một chiến thắng, họ sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Đây sẽ là một bất ngờ lớn khi biết rằng ở vòng 1, họ không có nổi một chiến thắng nào. Tiếp tục là 10 điểm tiếp theo. Họ ghi điểm một cách cần mẫn và chắc chắn. Hai chiếc vòng 30 được ghi cho cả hai đội. Thời gian thi đấu đang dần trôi về những giây cuối. Tiếp tục là một chiếc vòng 30 điểm dành cho đội xanh. Chiến thắng đang đến rất gần với họ rồi. Hết giờ, 90-30 cho Cao đẳng nghề Bách khoa. Họ đang vỡ òa trước kỳ tích này. Thật sự là cảm xúc của cả đội mấy riêng mình em là thật sự nó vỡ òa. Hết sức vui mừng khi được đạt được thành quả như ngày hôm nay. Vào vòng trong thì đội em sẽ cố gắng hết sức để cải tiến các robot và các tuyến thuật để đi thi vào vòng chung kết ở Nam Định. Tại trường Đại học Công nghệ Đông Á, thầy giáo Nguyễn Hữu Nguyện là một trong những người tiên phong trong việc phát triển phong trào nghiên cứu khoa học công nghệ cho sinh viên. Với nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi chế tạo robot từ những năm trước, thầy Nguyện đã dành nhiều tâm huyết và thời gian để dẫn dắt các thế hệ sinh viên của trường Đại học Công nghệ Đông Á tham gia cuộc thi Robocon năm nay. Sau khi tốt nghiệp ra trường và cũng
một khoảng thời gian thì năm nay được sự rất là vinh dự được quay trở lại với cuộc thi với tư thế là một người hướng dẫn. Các bạn sinh viên thì cảm xúc nó cũng có rất là nhiều thứ thay đổi. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng một thứ không thay đổi trong tôi đó là cái niềm đam mê của mình đối với RobotCon. Và cũng rất mong muốn đó là mình sẽ truyền lửa, truyền lại những cái gì mà mình đã từng thời sinh viên mình đã có, mình đã đạt được. Trở lại với RobotCon sau 3 năm gián đoạn, Trường Đại học Công nghệ Đông Á tham gia với hai đội tuyển, đó là EAUT01 và EAUT02. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình chế tạo robot, nhưng với sự sáng tạo và kiên trì của các thành viên trong đội tuyển robot của Đại học Công nghệ Đông Á đã dần tới đích khi các chiến binh voi và chiến binh thỏ đã bắt đầu hoạt động trên sân thi đấu ở trường. Hiểu được mong mỏi và quyết tâm của thế hệ trẻ, ban lãnh đạo nhà trường đã hết sức tạo điều kiện cho đội tuyển thành lập nhà xưởng, cung cấp vật tư và dụng cụ cần thiết cho đội tuyển tham gia. Sau khi có thông báo thì trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tuyển chọn được 300 bạn từ 12 khoa viện và 18 chuyên ngành. Đa số các bạn là học các cái ngành kỹ thuật. Trong số 300 bạn đấy thì chúng tôi chọn được 30 bạn dựa vào các cái tiêu chí như là thành tích học tập, thành tích nghiên cứu khoa học, khả năng lập trình, vân vân. Và sau đó thì các thầy cô đã có những cái buổi training để mà lựa chọn các cái bạn phù hợp với các cái tiêu chí. Trong suốt thời gian chế tạo chiến binh robot, các bạn sinh viên trong đội tuyển luôn được thầy giáo Nguyễn Hữu Nguyện theo sát chỉ đạo và hướng dẫn tận tình. Cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, cả đội tuyển đã dành hết thời gian từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya trên sân tập robot, quyết tâm đem giải pháp công nghệ tối ưu nhất. Thầy giáo Nguyện với vai trò vừa là chỉ đạo viên, vừa là một người bạn tinh thần lớn cho cả đội tuyển lần đầu tiên được tham gia một sân chơi khoa học. Thầy Nguyện thì em rất yêu quý thầy Nguyện. Thầy bây giờ thầy đang thời gian gấp rút thì thầy luôn túc trực ở cạnh để đốc thúc cả đội. Thầy luôn luôn tìm những cách để khiến cả đội suy nghĩ theo hướng đi đến tốt nhất. Đặc biệt là thầy Nguyện luôn tư tưởng rằng việc cả đội tham gia RobotCon là phải tự bản thân mình có một cái sự kiên trì để học hỏi. Đối với tôi cảm thấy rằng là khi nhìn các bạn sinh viên bật một cái máy cắt lên, cầm một cái kìm, mình như nhìn thấy cái hình ảnh của bản thân mình ngày xưa cũng là một cậu sinh viên năm 2, năm 3, cũng bắt đầu chập chững đi vào robot, bắt đầu chập chững cầm từng thiết bị và được các anh đi trước rồi các thầy cô và mọi người hướng dẫn, đào tạo. Thì tôi nghĩ rằng là đó là những cái điểm khởi đầu của một người kỹ sư trong tương lai. Với sự nỗ lực và quyết tâm của cả thầy và trò, đội tuyển robot của Đại học Công nghệ Đông Á hy vọng sẽ đạt được những thành tích cao trong cuộc thi, khơi nguồn cảm hứng với sáng tạo khoa học cho các thế hệ sinh viên. Giới thiệu tại khu vực xuất phát màu đỏ là UDT BTN đến từ Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Và đối đầu với đội xanh EAUT01 đến từ Trường Đại học Công nghệ Đông Á. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu! Trận thi đấu tiếp theo UNETI BTN Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp gặp EAUT01 Đại học Công nghệ Đông Á. Những pha di chuyển rất nhanh của robot thỏ. Ở trận thi đấu này, ưu thế chắc chắn thuộc về UNETI BTN. Chỉ với 2 pha bắn, robot voi đã nhanh chóng ghi được 20 điểm một cách vô cùng dễ dàng. Chiếc vòng 10 điểm thứ 3. Lúc này thì cũng bắt đầu có điểm cho EAUT01. 3 phút là quá nhiều để những đội mạnh như UNETI BTN giành chiến thắng Cheyo nếu họ thi đấu hết sức. Theo ghi nhận của ban tổ chức, đã có những đội giành được Cheyo dưới 1 phút ở sân tập của trường mình. Đã có điểm số ở cột trung tâm, 70 điểm cho UNETI BTN. Điểm số ở những cột 30 bắt đầu được ghi. Trận này, họ có hướng tới chiến thắng Cheyo hay không?
Liên tiếp là hai chiếc vòng 30 được ghi rất chính xác. Chỉ còn một chiếc vòng nữa thôi. Thời gian thi đấu là còn tới hơn 1 phút nữa. Có lẽ thì lúc này Unity BTN cũng lựa chọn việc giữ lại cho mình những chiến thuật đặc sắc nhất cho vòng chung kết. Chiến thắng bằng điểm với họ cũng là quá đủ ở trận thi đấu này. Ban giám khảo xin công bố kết quả trận đấu đội xanh EAUT01 của Đại học Công nghệ Đông Á ghi được 10 điểm. Đội đỏ Unity BTN của Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ghi được 190 điểm là đội giành chiến thắng. Trận 5, EAUT01 Đại học Công nghệ Đông Á gặp H1AEC Đại học Xây dựng Hà Nội. Ở trận thi đấu này, cả hai đội đều đã gặp thất bại ở hai lượt trận đấu trước. Họ không còn cơ hội giành vé tới vòng chung kết. Tuy nhiên, những chú robot đẹp mắt cùng cơ cấu kiểu cần cẩu rất đặc trưng đến từ Đại học Xây dựng Hà Nội đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ. Còn về phía Đại học Công nghệ Đông Á, họ đã rất nỗ lực và ghi tới 40 điểm để giành chiến thắng trong trận thi đấu này. Chúc hai đội có thêm nhiều sự sáng tạo, nỗ lực, tâm huyết để robot của mình vươn xa hơn trong những mùa giải tiếp theo. Xin được chào đón tại khu vực xuất phát màu đỏ là CDNBK01 đến từ Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội. Đối đầu với các bạn là đội xanh Unity BTN Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu! Trận thi đấu cuối cùng của bảng 6, CDNBK01, Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội đối đầu Unity BTN, Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Ở trận đấu này, Unity BTN vẫn thể hiện một phong độ rất cao của mình. Liên tục là những điểm số đến từ chú robot voi. Cùng lúc là điểm số cho cả hai robot của Unity BTN. Ở hai trận thi đấu trước, họ đều giành chiến thắng với tỷ số điểm rất cao. Tuy nhiên, chiến thắng Chayo là thứ mà họ vẫn chưa có được. Lúc này thì chiến thắng Chayo đã đến rất gần với Unity BTN. Có lẽ một chiến thắng Chayo ở trận thi đấu cuối cùng này sẽ là lời tri ân tuyệt vời nhất dành cho những khán giả cuồng nhiệt đến từ Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Không, lúc này thì đã có hai vòng 30 cho CDNBK01. Họ thi đấu rất cố gắng, không hề dễ dàng cho Unity BTN để có được chiến thắng Chayo. Vâng, như vậy là không kịp. Unity BTN dù rất mạnh cũng phải bằng lòng với 3 chiến thắng bằng tính điểm ở vòng loại 2 này. Và họ chính là đội đứng vị trí đầu bảng 6. Những nỗ lực không thể phủ nhận của CDNBK01 kể cả ở trận đấu cuối đầy khó khăn đã xây chắc cho họ vị trí thứ 2 cùng một tấm vé đến với vòng chung kết ở Nam Định. EAUT01 và H1AEC là những đội phải chia tay cuộc chơi. Thank you.
Trong các chương trình tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán giả những trận đấu diễn biến trong khuôn khổ vòng 2 vòng loại khu vực phía Bắc. Và tại vòng 2 này, từ 52 đội tuyển thì chúng ta sẽ chỉ lựa chọn ra 26 đội có thành tích cao nhất để góp mặt trong vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra tại Nam Định vào tháng 5 tới. Và với chất lượng của các đội tuyển sẽ được nâng lên một cách rõ rệt thì chắc chắn rằng ở vòng 2 này, vòng loại khu vực phía Bắc sẽ hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Thưa quý vị, và những cái tên nào tiếp tục có mặt ở vòng chung kết vào tháng 5 sắp tới tại Nam Định, quý vị đừng bỏ lỡ các buổi phát sóng trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam cũng như trên VTV2 Chất lượng cuộc sống nhé. Còn bây giờ Hồng Phúc và Quỳnh Chi xin chào và hẹn gặp lại.